Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong tiến trình hàng nghìn năm của lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo đóng một vai trò rất quan trọng, không chỉ trong các triều đại Lý Trần khi Phật giáo được coi là quốc giáo, cho đến hiện tại, Phật giáo đã và đang có những đóng góp to lớn cho lịch sử văn hóa dân tộc. Ngày nay, với vai trò nhập thế, Phật giáo đã cởi mở hơn khi người tu Phật nhập thế để hành đạo, vừa qua hành đạo mà tu tập, chứng quả. Tuy nhiên, vẫn có một vài cá nhân như Lê Tùng Vân và một số cá nhân vì tham sân si đã lợi dụng danh nghĩa đạo Phật để làm những điều sàng bậy. Trong vụ án tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân do Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm thực hiện ở tỉnh Thất Bồng Lai. Mặc dù không phải là nhà sư, cũng chưa từng đi tu ở bất cứ chùa nào, nhưng Lê Tùng Vân vẫn cho dựng tượng, xưng thầy và đệ tử với những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Lê Tùng Vân đã núp bóng Phật giáo để làm những trò lừa gạt người có lòng hảo tâm, ủng hộ nhóm người của ông ta. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này còn dàn dựng các clip xuyên tạc nội dung Phật giáo để thu hút dư luận. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã kiểm tra nội dung một số video clip mà cơ quan điều tra thu thập được từ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, tương ứng với những video clip đăng tải trên YouTube. Đã được các cơ quan chức năng giám định, cho thấy Lê Tùng Vân và một số đối tượng đã có những lời lẽ xúc phạm, phỉ báng Phật giáo. Cụ thể, tại video clip đăng trên tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có tên Năm Chú Tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đăng ngày 2 tháng 7 năm 2019 do Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên dàn dựng quay phim. Lê Tùng Vân duyệt nội dung, Cao Thị Cúc đã chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy thắp nhang như Phật sống. Trong lúc mọi người đang quỳ lạy thì Lê Tùng Vân liên tục nói ra những lời xuyên tạc, phỉ báng Phật giáo. Đặc biệt có đoạn ông Vân còn nói xấu Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật pháp quốc tế, trụ trì chùa Giác Ngộ ở số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tại video clip có tên Phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021, vùng đất huyền bí Năm Chú Tiểu thách thức danh hài, đăng ngày 22 tháng 8 năm 2021, cũng do Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên dàn dựng quay phim. Trong đó Lê Tùng Vân sắm vai Phật Hồng Hạc Vân Du đã có hành vi mạo phạm Đức Phật, xuyên tạc giáo lý của Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật. Phản ứng trước những hành vi xúc phạm, phỉ báng Phật giáo, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Thượng tọa Thích Nhật Từ, thế danh Trần Ngọc Thảo đã gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa và các cơ quan chức năng tố cáo Lê Tùng Vân cùng Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên đã có những lời nói trong video clip đăng trên mạng xúc phạm cá nhân ông Thảo, báng bổ Đức Phật và có hành vi vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, ngày 25 tháng 11 năm 2021, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, thế danh Trương Ngọc Toàn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thay mặt giáo hội đã ký văn bản tố cáo hộ gia đình Cao Thị Cúc, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có nhiều sai phạm như lừa đảo xúc phạm Phật giáo và trục lợi phi pháp. Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Minh Thiện cũng khẳng định hộ gia đình Cao Thị Cúc hoạt động mạo danh cơ sở Phật giáo, không xin phép cơ quan chức năng và cũng không thuộc diện quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mặc dù đã khoác trên mình tấm áo của người tu hành, nhưng sư thầy Thích Bản Tịnh, tục danh là Nguyễn Thành Đức, 41 tuổi, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Cô Sơn, thành phố Hải Phòng, lại để bản thân đắm chìm trong những cơn phê ma túy. Trước đó, Nguyễn Thành Đức đã bị Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội tàng trữ trái phép 0,1476 gram metafetamin. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết vừa có công văn đề nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng kiểm tra xác minh vụ việc liên quan nhà sư Thích Bản Tịnh bị khởi tố bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Đức khai là nhà tu hành đang trụ trì chùa Cô Sơn tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, thuộc sự quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình đã có công văn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng xác minh thông tin trên. Thông tin từ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng xác nhận, ông Nguyễn Thành Đức, pháp danh Thích Bản Tịnh,
từ tháng 4 năm 2021 về tạm trú sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn cho đến khi bị bắt. Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng kiểm tra xác minh vụ việc vi phạm pháp luật liên quan nhà sư Thích Bản Tịch. Nếu đúng sự thật, đề nghị khai trừ nhà sư ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Thời điểm Lê Tùng Vân cùng nhóm đệ tử ở tỉnh Thất Bồng Lai được cộng đồng mạng tung hô và nhận được sự chú ý của dư luận, thì tại Vĩnh Long, sư trụ trì chùa Phước Quang, giám đốc trung tâm cô nhi viện Suối Nguồn tỉnh Thương, tên tục là Phạm Văn Cung, pháp danh Thích Phước Ngọc, cũng gây chú ý lớn khi trở thành đề tài đàm tiếu và chịu sự điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2005, Phạm Văn Cung là tu sĩ lấy pháp danh Thích Phước Ngọc tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì. Tới tháng 11 năm 2012, Cung được bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc Trung tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn tỉnh Thương, nuôi dạy trẻ mồ côi. Do có quen biết với Khoa nên Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc. Do thiếu nợ nhiều người nên từ năm 2015 đến năm 2020, Cung đánh bóng tên tuổi bằng cách tổ chức các sự kiện lễ Phật, phát quà từ thiện để quay video đăng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Ngoài ra, mỗi khi có khách đến thăm, Cung đưa những trẻ bên ngoài vào, cho mặc đồ giống như những trẻ ở trung tâm cô nhi viện Suối Nguồn tỉnh Thương để những người dự lễ tin tưởng là trung tâm có nuôi dạy nhiều trẻ, dễ dàng kêu gọi hỗ trợ. Cung còn làm quen với những doanh nhân qua các chuyến tham quan du lịch, các sự kiện mình tham dự để kêu gọi quyên góp, ủng hộ, nhưng mục đích chính nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Năm 2015, khi tham gia chương trình từ thiện Vòng tay nhân ái tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Cung làm quen với một nữ doanh nhân rồi mời xuống Vĩnh Long tham quan chùa cùng cô nhi viện. Bị cáo Cung nói dối với nữ doanh nhân rằng ông ta đang thiếu nợ nhiều tỷ đồng do xây dựng tượng Phật để mượn tiền. Ông ta còn dựng chuyện thiếu nợ phải trốn sang Trung Quốc. Bằng các thủ đoạn gian dối, Phạm Văn Cung nhiều lần lừa tiền của người phụ nữ nói trên, tổng cộng hơn 18,5 tỷ đồng. Năm 2017, trong dịp dự lễ hội ở Hà Nội, Cung làm quen với một phụ nữ, sau đó mời vào Vĩnh Long tham quan chùa trung tâm. Sau đó Cung bàn bạc với đồng bọn dựng lên chuyện ông ta bị xã hội đen bắt, dọa tự tử. Bằng các thủ đoạn gian dối, Cung và đồng bọn đã lừa đảo của người phụ nữ hơn 26 tỷ đồng. Ở vụ khác, lúc Cung đang ở Liên bang Nga thì quen biết với một phụ nữ ngụ tỉnh Hưng Yên. Ông ta nói dối có 1 triệu USD và là đặc phái viên quốc tế của Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo của chính phủ Sri Lanka. Sau đó, Cung mời người phụ nữ khi về Việt Nam thì đến tham quan chùa Phước Quang. Khi về Việt Nam, Cung đưa nhiều thông tin gian dối như mẹ bị bệnh, chùa bị cháy. Người phụ nữ đã chuyển cho bị cáo Cung hơn 20,9 tỷ đồng. Cung còn xưng là mật vụ tình báo của chính phủ, hứa giúp đưa người thân của một nữ ca sĩ từ Anh về Việt Nam sống hợp pháp với giá 1 triệu USD. Trong đó, bị cáo Cung đưa ra điều kiện nữ ca sĩ phải chuyển trước 50%. Nữ ca sĩ đã chuyển hơn 13 tỷ đồng và bị Cung chiếm đoạt. Tổng số tiền bằng Cung chiếm đoạt của 4 bị hại lên tới gần 68 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Văn Cung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận một số đơn tố giác cho rằng ông Cung đã lừa đảo một số tiền lớn. Sau khi xác minh, ngày 22 tháng 9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo Đại Đức Thích Phước Ngọc, tức ông Cung, đã hoàn tục và không còn là tu sĩ. Báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, ngày 17 tháng 8 năm 2020, đời này đã ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với Đại Đức Thích Phước Ngọc, đồng thời thu hồi các giấy tờ gồm chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong bộ tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Liên quan đến phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung, cựu sư thầy Thích Phước Ngọc, sau gần 2 ngày xét xử, chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bị cáo Phạm Văn Cung, 40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình, mức án tù chung thân. Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, hành nghề xe ôm cùng ngụ Vĩnh Long, 3 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo nói trên bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo của 4 người phụ nữ, số tiền gần 68 tỷ đồng, trong đó bị cáo Cung là chủ mưu. Tại phiên xét xử, Cung từ chối luật sư bảo chữa
đồng thời thừa nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Bị cáo này cũng khai rằng do nợ nần nên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích trả nợ cho các chủ nợ trước. Ngoài ra cũng còn cho rằng dù mình là người tu hành nhưng vẫn còn tố chất của người đời. Tự nhận mức án tử hình dù đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Cung có tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, còn giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Còn bị cáo Sĩ đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ. Trừ các khoản tiền đã khắc phục, bị cáo Cung có trách nhiệm trả lại cho 4 bị hại số tiền hơn 60 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên một số tài sản của bị cáo Cung để thực hiện việc khắc phục hậu quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!